Kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi webinar tuần này của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Lời đầu xuân năm mới thì cho Hợp gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh một lời chúc đầu xuân thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và sự như ý. Thì hôm nay Hợp rất là vinh dự để có mặt trong buổi webinar lần này của công ty tư vấn du học Hằng Lương để nói về du học Mỹ với những cái những trường học, những trường đại học với lại mức chi phí rất là thấp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ngôi trường ở tại Mỹ. Nói chung ngôi trường này thì nó nằm ở một cái tiểu bang rất rất chi là nổi tiếng ở tại Mỹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu du học Mỹ với chi phí thấp, học bổng cao, sao có thể lại bỏ qua trường Minnesota State University Mankato. Thì nội dung chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ trải qua 4 phần. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ giới thiệu về khách mời tham dự. Thứ hai là giới thiệu về công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Tiếp theo sẽ là giới thiệu về trường cũng như là phần cuối cùng đó là phần Q&A dành cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có những câu hỏi muốn đặt cho trường cũng như là muốn hỏi qua công ty tư vấn du học Hằng Lương thì Hằng Lương sẽ hỗ trợ quý vị phụ huynh để gửi tới cho các trường cho đại diện trường để đại diện trường có thể là tư vấn cho quý vị phụ huynh một cách chính xác nhất, đưa ra câu trả lời cụ thể nhất. Hôm nay thì rất là vinh dự có sự hiện diện của anh Trung và đại diện của Educo. Thì em xin mời anh Trung có một đôi lời chào tới quý vị phụ huynh và các bạn học sinh được không ạ? Đầu tiên thì anh rất là cảm ơn du học Hằng Lương và cảm ơn bạn Hợp đã dành thời gian để tổ chức một cái buổi online webinar để anh có dịp chia sẻ thêm về tổ chức Educo Global cũng như là thông tin tới quý phụ huynh và các bạn du học sinh sắp tới đang quan tâm tới du học Mỹ và chia sẻ những cái thông tin về trường đại học Minnesota State University ở thành phố Mankato. Thì đối với tổ chức Educo thì đã được thành lập đã hơn 10 năm rồi và Educo Global hiện tại sẽ có 3 dòng sản phẩm chính partner với các trường đại học ở Mỹ nè, ở Canada và ở Úc. Thì anh đang phụ trách cho thị trường các trường đại học Mỹ, cho thị trường Việt Nam cũng như là Thái Lan của tổ chức Educo Global. Và Minnesota State University Mankato cũng là một trường đại học Mỹ đối tác gần đây nhất mới gia nhập vào hệ thống tuyển sinh của trường của Educo Global. Và anh cũng rất là vinh dự khi là Hằng Lương cũng trông làm những cái đối tác chiến lược của Educo Global để có thể hỗ trợ trường Minnesota State University và phía bên anh tuyển sinh cho kỳ nhập học sắp tới là kỳ thu Fall 2023. Dạ vâng ạ, thì em cũng rất là vinh dự để có mặt ở buổi webinar ngày hôm nay cùng với anh. Và em xin phép là vài phút để có thể là giới thiệu về công ty mình đến cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chúng ta được biết thêm về công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương ạ. Thì công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thì là hoạt động trên 3 lĩnh vực là tư vấn du học, định cư và visa du lịch. Công ty thì là công ty cung cấp các dịch vụ du học tại các vương quốc Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ hay Đức. Thì sinh viên của chúng tôi thì có thể tham gia vào rất là nhiều khóa học như là có các khóa học ngoại ngữ, các khóa học mùa hè, các khóa học ngắn hạn, dài hạn, các chương trình trao đổi văn hóa cũng như là giao lưu văn hóa từ bậc trung học, dự bị, cao đẳng, đại học và kể cả sau đại học như là bậc thạc sĩ hay là tiến sĩ. Về thông tin chung của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thì tên của công ty là công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương, tên đăng ký kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng Lương, mã số doanh nghiệp là 0309413362, tổng giám đốc hiện tại là anh Đinh Viễn Lương và phó giám đốc là chị Nguyễn Thanh Thị Lệ Hằng. Trụ sở chính của công ty thì được đặt tại số 1086 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 11 và số hotline là 0932233521. Và bên cạnh đó là văn phòng đại diện của công ty thì được đặt tại thành phố Đà Lạt là số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Về tính pháp lý thì Hằng Lương là hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0309413362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và số 0304413362.
62001 do Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cấp, giấy phép hoạt động tư vấn du học số 4405 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp và số 524 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp. Ký quỹ tài sản theo quyết định số 05/2013 của Thủ tướng Chính phủ số 101524855002260 tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank. Thì trên hình đây thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể thấy là vị trí của hai văn phòng của bên chúng tôi đã phía dưới ở mà dưới màn hình đó là văn phòng tại thành phố Đà Lạt được thành lập vào năm 2004 và phía trên là văn phòng tại thành phố phía dưới là thành phố Hồ Chí Minh, phía trên là văn phòng Đà Lạt được thành lập vào năm 2021. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể nhìn qua hình ảnh ở của một số của văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh ở tại văn phòng Đà Lạt. Về kinh nghiệm tuyển sinh quốc tế thì Hằng Lương hoạt động thành lập vào năm 2004, số lượng tuyển sinh mỗi năm lên tới 250 và giúp cho các bạn học sinh đến du học tại các quốc gia như Úc, Singapore, Malaysia, Anh, Mỹ, Canada hay là Thái Lan. Về chương trình tuyển sinh thì rất là đa dạng, có các chương trình ngắn hạn, du học tiếng, du học hè, trao đổi sinh viên đến dài hạn như là từ bậc phổ thông đến đại học, thạc sĩ hay là tiến sĩ, tuyển sinh hầu hết tất cả các nước trên thế giới, từ châu Úc tới châu Mỹ, từ châu Á tới châu Âu. Và đối tác của công ty tư vấn du học Hằng Lương là hơn 500 trường phổ thông cùng các tổ chức giáo dục trên toàn cầu. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh muốn khi mà tìm hiểu tới công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thì không cần lo lắng về về nghiệp vụ của chúng tôi, vì chúng tôi luôn có các tư vấn viên có nghiệp vụ chuyên môn cao, bên cạnh đó có những tư vấn viên có chứng nhận là chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, và hàng năm chúng tôi vẫn đào tạo những tư vấn viên đi học thêm để cũng như là nâng cao các trình độ của mình để có thể là tư vấn cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh một cách cụ thể và chính xác nhất. Thành công của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương và từ kinh nghiệm đến sự rèn luyện và không ngừng thì là tỷ lệ đạt visa du học thành công tại công ty chúng tôi là lên tới 98%. Học bổng du học cao nhất mà các bạn học sinh có thể đạt tại có thể đạt học sinh của Hằng Lương có thể đạt được là tới 100%. Và hệ thống thì các trường số lượng hệ thống các trường đối tác được trên 1.000 trường, và bên cạnh đó là hơn 10.000 các khóa học đa dạng khác nhau. Thế nên là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nếu muốn tìm tới công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương với những cái khóa học ngắn hạn thì bên chúng tôi cũng có dài hạn, thì chúng tôi vẫn đảm bảo được là các khóa học đó dành có để dành cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Thì hồi nãy Hậu cũng có nói là công ty sẽ là tuyển sinh hầu hết tất cả các nước trên thế giới, thì mạng lưới liên kết và đối tác với lại công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thì quý vị cũng có thể thấy trên hình đây là gồm có những quốc gia ở gần Việt Nam chẳng hạn như là Singapore, Malaysia, Úc, hay những quốc gia ở bên châu Âu là Netherlands, Thụy Sĩ, Canada, hay là những cái quốc gia mà nằm ở châu Phi, nằm ở châu châu Mỹ như là Mỹ hay là Canada. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều quốc gia khác. Nếu quý vị phụ huynh và các bạn học sinh muốn liên hệ, muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Trong năm vừa rồi thì công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương có diễn ra những cái hoạt động để có được nói là có những tiệc tri ân khách hàng năm 2022. Về triển lãm du học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Đà Lạt hay là những cái triển lãm du học tại thành phố những cái thành phố khác, và sắp tới đây thì bên công ty chúng tôi cũng có tổ chức một triển lãm du học quốc tế tại thành phố Đà Lạt năm 2023 được tổ chức tại ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào quan tâm thì có thể là liên hệ đến công ty đăng ký tham dự cái buổi triển lãm du học đó của bên công ty chúng tôi. Bên cạnh đó còn có những cái hoạt động như là ngày hội kết nối giáo dục Malaysia, các chuỗi sự kiện ngày hội thi thử tiếng Anh năm 2022, IELTS Mock Exam tại thành phố Cần Thơ, Đà Lạt hay là Vũng Tàu.
Bên cạnh đó có những cái hoạt động được được gọi là đặc sản của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương, đó là chuỗi sự kiện tư vấn trực tiếp buổi coffee talk về chuyện du học tại các thành phố như là Đà Lạt, Cần Thơ, Vũng Tàu hay thành phố Hồ Chí Minh. Một đặc sản khác không kém rất và không kém phần hấp dẫn đó là tổ chức những cái buổi huấn luyện bay hỗ trợ check-in tại sân bay cho các bạn du học sinh. Nên là các bạn du học sinh không cần quá lo lắng trước khi chúng ta sang nước ngoài thì bên Hằng Lương chúng tôi vẫn luôn luôn hỗ trợ các bạn để các bạn có thể là có một bước khởi đầu tốt để chúng ta bước chân vào con đường đi du học. Và đó là những thông tin mà Hợp muốn chuyển tới quý vị phụ huynh và các bạn học sinh về công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Thì tiếp theo đây đó là nội dung chính của buổi webinar lần này, đó là du học Mỹ với chi phí thấp, học bổng cao, sao có thể bỏ qua trường Minnesota State University Mankato. Và việc săn học bổng Mỹ thì có là dễ hay là khó? Và nếu như là trường có học phí vừa rẻ, học bổng lại cao như vậy thì có chất lượng tốt hay không? Thì tiếp sau đây thì xin mời anh Trung chúng ta tiếp tục với lại là buổi ngày hôm nay. Dạ vâng, và tiếp sau đây sẽ em xin mời anh Trung để có thể giới thiệu về trường cũng như là những cái thông tin liên quan tới tổ chức Educo dành để giới thiệu cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Em xin mời anh Ok, ạ. cảm ơn Hợp nhiều nha em. Thì đầu tiên bây giờ anh nghĩ là anh share một cái video clip về trường thì được được không Hợp? Anh Dạ được anh ạ. Ok ha. Thì anh sẽ share một cái video clip về trường đi để cho mọi người nắm sơ bộ thông tin về trường. Rồi mời mọi người coi một cái video clip giới thiệu về trường Minnesota State University Mankato ha. Rồi ha, thì đầu tiên á, thì anh xin giới thiệu lại anh tên Trung đến từ tổ chức Educo Global
Và hôm nay mình sẽ trình bày về trường Đại học Minnesota State University Mankato. Thì như mọi người cũng thấy trong video clip rồi, thì trường là trường một trường đại học công lập của tỉnh bang Minnesota ha, và tuổi đời rất là lớn ha, hơn 150 tuổi đời rồi. Và hiện tại song hành với anh thì có cô Elisa và cũng như cô Elizabeth sẽ là người hỗ trợ cho các bạn sinh viên quốc tế trong cái khâu tuyển sinh và cái khâu xét đầu vào admission và recruitment tại trường Minnesota State University. Thì đây là một ngôi trường khá là lớn ha, diện tích là khoảng gần 300 mẫu và có một cái số lượng sinh viên cũng khá là cao, là khoảng 14.000 sinh viên đang theo học tại trường. Thì số lượng sinh viên quốc tế của trường chiếm khoảng 10%, đâu đó khoảng 1.400 sinh viên quốc tế ha, và Việt Nam cũng là một trong những cái cộng đồng sinh viên quốc tế khá là nổi trội ở khu vực này. Nói một chút xíu ha, thì như mọi người thấy trên bản đồ nước Mỹ ha, thì tỉnh bang Minnesota tọa lạc ở khu vực trung tây Midwest của nước Mỹ ha, và trường đại học của mình xếp hạng là 75 nhóm trường đại học khu vực trung tây của nước Mỹ. Và ở khu vực Minnesota này nổi tiếng là vùng đất của hơn 10.000 hồ và cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp sắc. Thì ngoài cái việc học tập ra, sinh viên có thể tham gia rất là nhiều những cái hoạt động thể dục ngoài trời, leo núi, cắm trại, hoặc là đi những cái câu cá ở ngoài hồ nè, hoặc thậm chí là mình sẽ đi chơi những cái trò chơi về trượt tuyết. Và ở khu vực này, những cái ngành công nghiệp phát triển ở khu vực này sẽ là bao gồm ngành kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, sản xuất và công nghệ ha. Ở đây cũng sẽ có những cái 17 công ty Fortune 500 ở khu vực này, và những top công ty mà có sinh viên quốc tế của mình đi thực tập cũng giống như là offer việc làm cho sinh viên là có những công ty rất là lớn như là Best Buy nè, 3M nè, General Mills nè, hoặc là Mayo Clinic. Thì cái Mayo Clinic sẽ là cái mà sinh viên quốc tế của mình hay đi thực tập về những nhóm ngành như là sức khỏe và nhóm ngành y tá, nursing. Rồi lý do gì mình sẽ chọn theo học tại trường Minnesota State University Mankato ha? Thì đầu tiên là về chất lượng của chương trình. Thì đây là một cái trường đại học rất là lâu đời của nước Mỹ và trường đại học của tỉnh bang rồi, nên là về chất lượng cũng giống như là những cái hỗ trợ cho sinh viên quốc tế nè, student support nè, sẽ rất là ổn. Và ở đây thì có một cái môi trường rất là an toàn, yên bình cho sinh viên ha. Hiện tại trường có 130 chuyên ngành ở bậc cử nhân, 85 chương trình về thạc sĩ và tiến sĩ. Trường có 7 khoa ha. Thì như mọi người cũng biết rồi, ở Mỹ cũng như là tất cả các trường trên thế giới luôn, để muốn biết một cái trường nó mạnh về nhóm ngành kinh doanh business thì nó phải được tổ chức AACSB công nhận, hoặc một cái trường mà nó nhập mạnh về nhóm ngành về kỹ sư, kỹ thuật engineering thì thường nó sẽ được tổ chức ABET công nhận. Thì Minnesota State University Mankato đều được hai tổ chức AACSB và ABET công nhận hết. Đây là top 5% các trường trên thế giới ha, được cả hai tổ chức này công nhận. Ngoài ra, do đây là một trường đại học công lập và một trường đại học rất là lâu đời rồi, và ở đây trường cũng rất là khuyến khích sinh viên từ cái bậc cử nhân thôi sẽ có những cái cơ hội và điều kiện để cho sinh viên làm những cái nghiên cứu đóng góp cho cộng đồng, những cái nghiên cứu, những cái hỗ trợ trợ giảng cho giáo sư. Thì trường mình cũng rất là may mắn là xếp hạng top 20 trường đại học ở nước Mỹ có rất nhiều hoạt động nghiên cứu, cơ hội dành cho các bạn sinh viên quốc tế ha. Một số ngành nổi trội của trường, top 1 mình sẽ nói tới là ngành aviation, học về ngành hàng không ha. Thì một cái lưu ý thêm đối với ngành hàng không tại trường, trường dạy luôn những cái chương trình để trở thành phi công. Và trường Minnesota State University Mankato có cái thỏa thuận hợp tác với lại hãng hàng không Delta của nước Mỹ, và sinh viên sẽ được đi thực tập lái máy bay trong hãng hàng không Delta ha. Ngoài ra còn có một số ngành như là ngành sinh học, biology, những ngành về kinh doanh, business.
Civil Engineering, kỹ sư dân dụng. Thì cái ngành này sẽ là xây dựng những cái tòa nhà cao ốc, những cái cầu đường nè, những cái kiến trúc công cộng của thành phố. Thì cái ngành Civil Engineering này cũng rất là mạnh tại trường, và hiện tại cũng đang có những cái bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ngành Civil Engineering tại trường Minnesota State University Mankato. Ngoài ra, những bạn nào yêu thích công nghệ có thể chọn những nhóm ngành về computer nè, information technology nè, hoặc là bên cạnh đó có những ngành về tài chính nè, dành cho những bạn mà giỏi về toán, hoặc là có ngành kỹ sư về điện, electrical engineering. Rồi, ở cái phần slide kế tiếp sẽ là yêu cầu đầu vào đối với hệ cử nhân tại trường đại học ha. Thì cá nhân của anh Trung thấy thì trường Minnesota State University Mankato có cái yêu cầu đầu vào khá là dễ chịu so với những trường đại học khác trên những tỉnh bang khác của nước Mỹ ha. Đầu tiên thì cái yêu cầu đầu vào là GPA đi. Thì sinh viên Việt Nam của mình chỉ cần đảm bảo là 3 năm cấp 3, điểm trung bình là đâu đó tầm khoảng là 7.5 trở lên là trường có thể nhận vào rồi ha. Yêu cầu tiếng Anh thì rất là dễ chịu. Hầu hết tất cả các chương trình đại học của trường IELTS chỉ cần 5.5 là vào thẳng cử nhân. Riêng đối với nhóm ngành hàng không, phi công và nhóm ngành y tá điều dưỡng, nursing thì IELTS sẽ là 6.5 ha. Ngoài ra trường cũng là một không có bắt buộc cái SAT ACT ha. Thí dụ những bạn nào có những cái điểm SAT ACT tốt thì mình nộp vào thôi để mình tăng cái khả năng có thêm được những cái mức học bổng của trường, còn không có thì trường không có bắt buộc đối với dành cho sinh viên quốc tế ha. Và trường mình là theo hệ thống semester, theo những cái kỳ nhập học, thì một năm trường sẽ có hai kỳ tuyển sinh là kỳ tháng tháng 8 với là kỳ tháng 1 hàng năm ha. Thì sắp tới hiện tại Minnesota State University Mankato đang vẫn còn nhận những cái hồ sơ cho kỳ nhập học thu tháng 8 2023. Thì thí dụ nếu như mà có những cái bạn học sinh sinh viên mà sau khi cái buổi này kết thúc mà quan tâm á, thì anh rất là hy vọng là sẽ lên công ty du học Hàn Lương để mình để được hướng dẫn hỗ trợ nộp hồ sơ ghi danh vào trường. Kế tiếp là cái vấn đề này là khá là phụ huynh khá là quan tâm nè, vấn đề về chi phí học phí ha. Thì hiện tại học phí của trường đại học Minnesota State University Mankato sẽ dao động là khoảng 18.000 một năm ha, là mức chi phí một năm học ha. Tuy nhiên trường đang có cái học bổng rất là hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên quốc tế, học bổng có tên là Maverick. Thì khi được cái học bổng này rồi thì cái học phí mấy bạn còn đóng một năm học chỉ còn có khoảng 11.000 đô Mỹ một năm thôi. 11.000 đô Mỹ là tương đương đâu đó là tầm khoảng 250-260 triệu một năm ha. Thì cái mức chi phí này nó chỉ bằng đâu đó một cái trường đại học quốc tế ở Việt Nam thôi. Mà cái này là bạn sẽ là học một cái trường đại học công lập lâu đời rất là lớn của tỉnh bang Minnesota. Thì mức chi phí này rất là dễ chịu ha. Về cái sinh hoạt phí, trường còn mình có ký túc xá dành cho sinh viên luôn. Thì nhưng mà trường không bắt buộc sinh viên ở ký túc xá ha. Mấy bạn có thể chọn ở ký túc xá năm đầu tiên, hoặc nếu những bạn nào có người thân, hoặc là mấy bạn muốn tự mình sắp xếp thuê nhà ở bên ngoài thì trường cũng đồng ý luôn. Chứ trường không có bắt buộc ở ký túc xá. Cá nhân anh rất rất khuyến khích sinh viên Việt Nam mình qua bên đó trải nghiệm một năm ký túc xá trước, để mình làm quen với môi trường học thuật ở bên đó, mình có cơ hội mình kết bạn đến với những cái bạn sinh viên bản địa nè, kết bạn với những cái bạn sinh viên quốc tế đến từ những quốc gia khác nè, để mình có một cái cộng đồng riêng cho mình. Thì sau khi năm 2 đi mình có thể dọn ra bên ngoài cũng được, không vấn đề gì hết. Thì chi phí ký túc xá ăn ở của trường cũng rất là dễ chịu, chỉ tầm khoảng 10.000 một năm thôi ha. Thì mình lấy ví dụ đi, một bạn sinh viên Việt Nam mình nếu được học bổng Maverick thì mấy bạn ấy học phí sẽ còn 11.000, ăn ở sẽ còn khoảng là 10.000 nữa, một số phụ phí khác mình cho thêm 2.000 nữa đi, thì tổng hết chi phí luôn một năm sẽ dao động là tầm khoảng là 23.000 đô Mỹ một năm ha. Thì đây là một cái mức chi phí rất là dễ chịu nha, nó chỉ đâu đó bằng với một cái trường community college cao đẳng cộng đồng ở nước Mỹ thôi,
Mà đằng này bạn với cái chi phí như vậy, bạn có thể học ở một cái trường đại học công lập của tỉnh bang luôn, thì rất là tốt, rất là phù hợp. Như mọi người cũng thấy ha, thị trường có khoảng hơn 130 những cái ngành cử nhân, rất là nhiều ngành cho mình chọn lựa ha, như là sinh hóa nè, kế toán nè, sinh học nè, những nhóm ngành về truyền thông communication ha, một số ngành về kinh tế economics, kỹ sư điện electrical engineering, những nhóm ngành về sức khỏe health and physical education. Có những nhóm ngành về nhạc nè, những nhóm ngành về khoa học xã hội, những nhóm ngành về tâm lý học, những nhóm ngành về vật lý học. Nói chung là đây là một trường đại học lớn của tỉnh bang á, nên hầu hết nhiều ngành, rất tất cả các ngành thì trường đều có giảng dạy hết ha mọi người. Thì ngoài cái bậc học cử nhân ra thì mình vẫn có thể tuyển sinh cho trường đại học Minnesota State University ở bậc học thạc sĩ và tiến sĩ ha. Thì đối với là bậc học và thạc sĩ thì trường cũng có những cái mức chi phí rất là dễ chịu, một năm chỉ tầm khoảng là 14.000 đô Mỹ một năm thôi ha, cho mức học phí. Thì ngoài giờ học ra thì ở trường Minnesota State University có hơn 230 cộng những cái tổ chức của sinh viên, thì sẽ có rất nhiều cái hoạt động dành cho sinh viên quốc tế có thể tham dự được ha. Ngoài ra hàng năm thì trường đều có những cái buổi concert nè, những cái buổi live music nè, xem phim movies nè, guest speaker nè, những cái diễn giả tới trường ha, thì để tạo thêm một cái môi trường vừa học thuật mà vừa có những cái cơ hội để cho sinh viên mình tìm hiểu thêm về những cái hoạt động, những cái văn hóa của nước Mỹ ha. Thì ngoài ra là trường có cái đội an ninh là túc trực ở campus trường 24 trên 24 luôn, nên là gia đình sẽ rất là yên tâm về cái độ an toàn khi gửi con em mình học tại trường Minnesota State University Mankato. Trường có 5 cái khu vực ký túc xá ha, thì trong các khu vực ký túc xá này thì đều có nhà ăn nè, cà phê nè, cửa hàng tiện lợi nè, những cái quán cà phê cho học sinh ha. Ngoài ra trường sẽ có những cái phòng lab về máy tính nè, thư viện nè, hoặc là những cái trung tâm mà hỗ trợ sinh viên trong cái khâu gọi là kiếm thực tập nè, hoặc là những cái bạn ấy khó khăn trong cái khâu gọi là làm CV hoặc là xin tư giới thiệu của giáo sư khi mà để mình đi nộp vào những cái thực tập và xin việc làm, thì mình có thể tới cái bộ phận gọi là Career Development Center tại trường Minnesota State University Mankato ha. Rồi, mỗi năm, cái này là quan trọng ha, mỗi năm thì trường sẽ tổ chức những cái hướng nghiệp cũng giống như là những cái hội thảo chuyên đề mà ở đó sẽ kết nối sinh viên của trường mình với những cái nhà tuyển dụng, những công ty hàng đầu ở Mỹ cũng như là tỉnh bang Minnesota để sinh viên có cái cơ hội xin thực tập ha và đảm bảo cái việc làm ha. Thì nó sẽ là gọi là career fair, thì một năm mình sẽ có khoảng hơn 5 cái career fair này ha, sẽ có những cái buổi networking, sinh viên có thể trò chuyện với lại những bạn đã tốt học từ trường và đã tốt nghiệp đi làm rồi, và sẽ có những cái buổi hỗ trợ bạn trong cái kỹ năng để mấy bạn ấy có thể đi phỏng vấn xin việc, xin thực tập và cách viết CV, resume như thế nào để gây ấn tượng với lại các nhà tuyển dụng tại Mỹ ha. Thì ngoài cái những cái hỗ trợ trên thì như mọi người cũng biết rồi, khi mà sinh viên học xong cái chương trình cử nhân ở nước Mỹ á, thì mấy bạn ấy sẽ có cơ hội đi làm việc ở nước Mỹ ha. Thì đối với những bạn học những nhóm ngành về business, thông thường thì mấy bạn sẽ được ở lại Mỹ làm việc gọi là OPT làm một năm. Thì tuy nhiên đối với những bạn nào mà học những nhóm ngành về STEM là chữ viết tắt của những nhóm ngành về Science là khoa học, Technology công nghệ, Engineering kỹ thuật và M là Mathematics toán học, thì những nhóm ngành này sinh viên học xong cử nhân thì mấy bạn sẽ được ở lại Mỹ lên tới 3 năm để mình làm việc ha. Thì mình cũng rất là hy vọng là một cái điểm sáng là sinh viên Việt Nam mình gần đây, ngoài cái việc học những nhóm ngành về tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh thông thường ra, thì nhiều bạn cũng quan quan tâm tới những nhóm ngành về STEM.
Anh nói ví dụ ha, là những nhóm ngành về khoa học nè, máy tính nè, công nghệ nè, phần mềm nè, đó, sinh hóa nè, y sinh đó, thì học xong các bạn sẽ những có những cái cơ hội ở lại Mỹ làm việc lên tới 3 năm. Rồi thì anh cũng đã kết thúc cái phần trình bày của anh về trường Đại học Minnesota State University. Thì không biết là bản thân Hợp hoặc là các bạn du học hàng lương hoặc là có những cái bạn học sinh nào có những cái câu hỏi nào thì có cho anh hay nha, anh sẽ giải đáp. Dạ vâng, em cảm ơn anh về để đã giới thiệu về trường cũng như để được cho quý vị phụ huynh là các bạn học sinh được biết thêm về trường cũng như là có thêm nhiều lựa chọn khi mà mình muốn đi du học Mỹ. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số câu hỏi đó là nếu như mà trường thì khi các bạn anh hồi nãy có nói là đầu vào của trường khóa bậc đại học đó là đầu vào là IELTS và 5.5. Thì nếu như các bạn không đủ IELTS 5.5 thì không biết là bên trường có cái khóa học tiếng Anh nào hay không ạ? À, đối với trường Đại học Minnesota State University Mankato á, thì trường sẽ vẫn có những cái khóa tiếng Anh dành cho những bạn là có cái điểm IELTS nó thấp hơn cái mức là 5.5 mà trường yêu cầu em ha. Dạ, rồi nếu như mà các bạn á, muốn đi du học Mỹ nhưng mà bên em đã có một số bạn là muốn được lấy được học bổng toàn phần thì không biết là mình sẽ như thế nào anh ha? Anh có thể là nói một chút xíu về phần này được không ạ? Good question em ha. Thì đối với ở Mỹ có hơn 4.500 trường cao đẳng đại học ở Mỹ. Thì theo kinh nghiệm làm việc của anh thì thông thường sẽ có một số ít các trường họ sẽ cho những cái học bổng lên tới khoảng 90-100% luôn là vẫn có cho mấy bạn ha. Tuy nhiên là những cái học bổng đó nó sẽ có những cái giới hạn nhất định về cái số lượng suất. Có nghĩa là ví dụ một năm trường nó sẽ cho khoảng là 4-5 suất như vậy và nó cho là tất cả sinh viên đến từ tất cả quốc gia luôn, chứ không chỉ riêng về Việt Nam ha, nên là cái độ cạnh tranh khá là cao nè và cái số lượng cái suất đó nó cũng rất là thấp ha. Và sinh viên thường muốn xin được những cái học bổng đó thì phải có cái GPA khá là cao, ví dụ là GPA phải từ 9.0 đổ lên, hoặc mấy bạn phải thi những cái bài thi gọi là SAT hoặc ACT. Anh nói ví dụ SAT cũng phải là khoảng 1.450 đổ lên chẳng hạn đó, và mình sẽ có những cái bài luận nè và những cái phỏng vấn với lại trường với lại giảng viên để xin được những cái học bổng đó. Thì bên cạnh một số cái học bổng đó thì tất cả các trường Mỹ nói chung lẫn trường Minnesota State University Mankato nói riêng đều có những cái học bổng gọi là merit based, là dựa trên cái khả năng học tập và cái điểm của học sinh ha, và những cái một số bài luận nè. Rồi có thể trường cũng sẽ yêu cầu phỏng vấn với lại trường nữa. Thì merit based đối với trường Minnesota State University là được mức là 7.000 một năm ha. Và mình sẽ gia hạn 4 năm là nhân 4 nên là mức tổng học phí học bổng sẽ là khoảng 28.000. Thì như anh nói lại ha, sau khi trừ cái học bổng merit based này rồi thì sinh viên chỉ còn đóng mức tầm 11.000 đô Mỹ một năm thôi, học phí cho trường. Nếu như mà các bạn như vậy thì nó nói chung là cái mức cạnh tranh nó sẽ rất là cao đúng không ạ? Bởi vì là tuyển sinh tất cả các nước trên thế giới luôn. Thì nếu như các bạn nào mà muốn lấy học bổng toàn phần của trường thì có thể là suy nghĩ về cái vấn đề học điểm học tập của mình. Bên cạnh đó cũng phải chuẩn bị thêm những cái bài luận, bài phỏng vấn hay là trau dồi thêm kiến thức của mình để có thể vượt qua những cái phòng phỏng vấn của trường. Thì là hồi nãy anh cũng có giới thiệu về lại bậc thạc sĩ. Thì cho em hỏi nếu như mà muốn bước chân vào bậc thạc sĩ thì có cần kinh nghiệm không ạ? Nó sẽ tùy vào cái chương trình thạc sĩ và tùy vào cái khoa đó yêu cầu đó em học. Anh lấy ví dụ đi ha. Có sẽ có một số trường đại học Mỹ họ sẽ yêu cầu là ok là ứng viên đối với cái ngành MBA thông thường phải có 1-2 năm kinh nghiệm, nhưng mà với một số ngành như là management quản trị thôi hoặc là một số ngành về data analytics phân tích dữ liệu thì họ không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, là cái phần kinh nghiệm nó sẽ tùy vào cái chương trình và cái trường đó, cái khoa đó nó yêu cầu như thế nào ha. Ngoài ra thì một cái chung chung ở bậc thạc sĩ nước Mỹ sẽ là yêu cầu cái điểm là GMAT hoặc GRE. Thì hiện tại nha, anh thấy các trường cũng đang rất là phóng khoáng trong cái việc miễn cái GMAT GRE này ha. Và nó sẽ có những trường họ sẽ miễn là dành cho ứng viên có 3 năm 4 năm kinh nghiệm làm việc. Có những trường họ sẽ miễn dựa trên cái điểm GPA đại học của học sinh tốt.
được 3.0, 3.2 đổ lên gì đó ha. Và cũng có những trường họ mặc nhiên họ miễn luôn, họ nói là ok, bây giờ là tôi cũng muốn có thêm nhiều cái sinh viên quốc tế đi học bậc thạc sĩ để chương trình, thì tôi hiện tại cũng sẽ miễn luôn, mặc định là miễn luôn. Nó sẽ là tùy ha. Thì đối với trường Minnesota State University á, thì hiện tại cái GMAT GA nó sẽ miễn, nhưng mà miễn tùy vào cái điểm số và cái background, cái kinh nghiệm làm việc của ứng viên ha, ở bậc thạc sĩ. Dạ, vâng ạ. Có một câu hỏi thì bạn này em thấy bạn hỏi câu câu này rất là hay, câu rất là vui. Đó là bạn muốn hỏi là không biết bên trường là du học sinh Việt Nam nhiều không? Có người cộng đồng ở Việt Nam ở bên đó hay không? Chứ nhiều khi là bạn qua đó bạn nhớ nhà thì không biết là có người Việt Nam để nói chuyện hay không. Thật ra nó do Mỹ nó bự lắm em, tới là 50 bang hơn lận, và mỗi bang nước Mỹ nó bự bằng một cái quốc gia lãnh thổ Việt Nam mình, và nhiều khi nó còn bự hơn nữa. Nên là anh nói với em á là một số bang phổ biến, nếu mà bạn muốn đi những cái bang mà có nhiều cộng đồng người Việt á, thì sẽ như như em cũng biết là sẽ có nhiều bang như là Cali nè, hoặc là Texas ha, có thành phố Houston, Dallas đó, hoặc là bờ đông thì cũng có một số thành phố như là New York, Boston ha. Thì đối với tỉnh bang Minnesota của mình á, cũng là một bang có một cộng đồng người Việt nhưng không quá nhiều cộng đồng người Việt ha. Thì anh chia sẻ thêm, Việt Nam của mình đang học tại trường gọi là người mà sinh viên quốc tế nha, visa F1 á, là khoảng 10 bạn ha. Anh không kể, tại vì sẽ có một số bạn là người bản địa nhưng mà gốc Việt Nam, mình không tính ở đây. Ừ. Thì khu vực này cũng có một cái cộng đồng Việt Nam nhưng không nhiều, cũng có nhà hàng Việt Nam luôn nhưng mà cũng không có phải là quá nhiều. Nên là nhưng mà đó cũng là một cái điểm hay, có nghĩa là khi em đi du học á, thì em sẽ có cái cơ hội để em trải nghiệm những cái về văn hóa nè, đồ ăn nước Mỹ và lối sống của nước Mỹ ha. Còn nếu như mà thật ra nếu mà em cân nhắc là một cái thành phố, một cái tỉnh bang hoặc là một cái thành phố mà nó có quá nhiều cộng đồng người Việt, thì đôi lúc nó cũng là một cái chưa hay lắm dành cho em. Ừ. Mình tại vì Việt Nam thì ở ở ở Việt Nam thì mình đã trải nghiệm những cái đồ ăn thức uống hoặc là những cái văn hóa tiếng Việt quá đủ rồi, thì anh nghĩ là khi mà mình đi du học thì mình nên mở lòng ra để mình đón nhận những cái kiến thức, những cái văn hóa mới của nước Mỹ nó sẽ hay hơn. À, dạ vâng ạ, à. Đó là những câu hỏi mà bản thân em cũng như là các bạn học sinh muốn gửi về cho anh bên để bên anh có thể là giải thích cũng như là trả lời một cách cụ thể nhất. Thì nếu như quý vị phụ huynh nào và các bạn học sinh nào còn thắc mắc thì có thể là liên hệ đến công ty tư vấn du học Hằng Lương, thì bên công ty chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi đó về để cho anh Trung, để anh Trung có thể giải đáp một cách cụ thể. Và thì anh Trung ơi, cho anh xin lại là cái phần xe được không ạ? À, ok em. À, và buổi là chuyện ở buổi webinar ngày hôm nay của công ty tư vấn học Hoàng Lương đến đây là kết thúc. Nếu như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào còn quan tâm hay là muốn tìm hiểu thêm những quốc gia khác thì có thể là liên hệ tới công ty tư vấn học quốc tế Hằng Lương để chúng tôi có thể là hỗ trợ tư vấn cho quý vị phụ huynh một cách cụ thể và chính xác nhất. Thì là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể là liên hệ qua số hotline là 0932 233 521 hoặc qua số hotline của Hợp là 0973 584 443. Bên cạnh đó, nếu như quý vị phụ huynh nào chúng ta muốn tìm hiểu trước về các thông tin về tư vấn du học thì cũng có thể là liên hệ tới trang website của công ty là www.duhophanglương.edu.vn và hoặc là đi qua trang fanpage của công ty tư vấn du học Hằng Lương. Bên cạnh đó, nếu như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chúng ta muốn trực tiếp tới văn phòng để tham quan cũng như là có thể là tiếp xúc với các tư vấn viên thì cũng có thể là tới số 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh của công ty nằm ở số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt. Và hôm nay rất là cảm ơn anh Trung đã có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay để chia sẻ cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh những thông tin rất là bổ ích về trường cũng như là để cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thêm lựa chọn, nhiều lựa chọn hơn, suy nghĩ nhiều hơn về trường nè, về một ngôi trường học phí rất là rẻ, học bổng rất là cao ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À, anh cũng cảm ơn là Hợp cũng giống như là Du học Hằng Lương đã dành cái buổi sáng ngày hôm nay để anh có cái dịp chia sẻ thông tin về trường Minnesota State University Mankato đến các quý phụ huynh và các bạn du học sinh Mỹ tương lai. Thì cũng nhân đây thì anh cũng chúc cho sang năm mới thì chúng ta sẽ có thêm được những cái hoạt động tuyển sinh hiệu quả, cũng giống như sẽ là thiệt là nhiều những cái visa Mỹ dành cho những cái bạn du học sinh Mỹ khi đến với du học Hằng Lương. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng chúc anh là năm mới đã có nhiều sức khỏe cũng như là hạnh phúc bên gia đình.
Dạ em cảm Ok. ơn rất là nhiều ạ. Dạ, và cuối cùng là xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh buổi webinar của công ty tư vấn học hàng lương. Đến đây là kết thúc ạ.